Từ 2 năm nay, chị Hiến cùng người dân thôn Khả Phú luôn tự hào về sự thay đổi của quê hương. Những con đường rộng mở hai làn xe chạy, cùng thêm hệ thống điện chiếu sáng hiện đại, giúp người dân đi lại thuận tiện và an toàn. Để có kết quả này cũng là nhờ sự đóng góp từ chị và người dân trong thôn. Trong đó, riêng hệ thống điện chiếu sáng, mỗi gia đình hỗ trợ từ 500 đến 1 triệu đồng. Nên làm được cái đường điện này lên thì là rất là vinh dự, là được sáng sủa để bà con đi lại rất là thoải mái và sạch sẽ, không phải vướng vấp gì. Từ khi xây dựng nông thôn mới đến nông thôn mới nâng cao, xã Bình Thanh đã huy động được gần 100 tỷ đồng từ người dân và nguồn xã hội hóa. Điều này đã cho thấy tinh thần đoàn kết và quyết tâm lớn của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân nơi đây với mong muốn xây dựng nông thôn mới trở thành nơi đáng sống. Để rồi năm 2021, địa phương được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, diện mạo nông thôn và đời sống nhân dân tại đây khởi sắc. Điều này đã khiến cho người dân càng thêm tin tưởng và đồng hành cùng cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương trong nỗ lực xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu. Bây giờ là phát triển, dân cũng được cái là phấn khởi, nâng cao tinh thần nỗ lực để phấn đấu vườn cây ao cá rồi tất cả rồi cây hoa màu ruộng lúa để đi lên đời sống được tốt hơn. Hiện xã Bình Thanh đang hướng tới đích nông thôn mới kiểu mẫu vào năm 2025 với mục tiêu nâng cao thu nhập cho người dân đạt 70 triệu đồng một người một năm. Từ cái liên danh liên kết thì sẽ tích tụ cái ruộng đất để đảm bảo tăng cái nguồn thu nhập cho người lao động và những người nhân dân làm giàu trên chính cái mảnh ruộng của mình. Đấy là cái thứ nhất về cái lĩnh vực phát triển kinh tế. Cái thứ hai nữa là về các tiêu chí khác, ví dụ như cái môi trường thì sẽ tiến hành là tuyên truyền và sẽ phổ biến và triển khai cái kế hoạch môi trường, đặc biệt là cái phân hủy rác, phân loại rác thải theo với này ba cái loại rác: rác thải rắn, rác thải hữu cơ và rác thải vô cơ, để tiến hành xử lý ngay từ ở vị trí ở khu dân cư, để đảm bảo khi mà thực hiện cái tiêu chí nông thôn mới kiểu mẫu thì cái tiêu chí môi trường, tài nguyên môi trường là cái tiêu chí quan trọng nhất và đạt được theo với cái chuẩn của nông thôn mới kiểu mẫu. Dễ trăm lần không dân cũng chịu, khó vạn lần dân liệu cũng xong. Từ thực tiễn kinh nghiệm trong những năm qua, Bình Thanh đang phát huy nội lực để hoàn thành mục tiêu nông thôn mới kiểu mẫu vào năm 2025.